Hiện tại thì em đang có mặt ở đó thôi. Em phụ trách bán hàng Toyota Bắc Ninh, thì hôm nay trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu cho anh chị sơ bộ về chiếc xe Toyota Vios và chính sách bán hàng của tháng 9 11 2021. Vios chưa bao giờ là hết hot ở trong phân khúc hạng B. Còn trước mặt chúng ta đây là bản G màu đỏ. Tháng 11 sẽ có cái thông tin là giảm thuế từ nhà nước. Ngoài ra thì tháng 11 vẫn có áp dụng về giảm thuế cho xe từ nhà máy, nên là hiện tại cái lượng xe bên em kính chờ là đến cuối tháng 11 rồi. Nếu anh chị nào muốn đặt xe để hưởng ưu đãi kép về thuế thì có thể đặt sớm với em và liên hệ với em qua cái số hotline để trên màn hình. Ngoài ra thì em xin phép giới thiệu về thông số và thông tin của xe. Xe Vios thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với cả 3 phiên bản. Trong đó là có một phiên bản số sàn và hai phiên bản số tự động ạ. Phiên bản số sàn có giá niêm yết là 478 triệu. Hiện tại thì đang ưu đãi cho xe bản số sàn là 55 triệu cả tiền mặt và phụ kiện, mà có thể quy đổi sang tiền mặt. Ngoài ra thì bản tiếp theo là bản E số tự động, nó là bản E tiêu chuẩn đấy ạ, có giá niêm yết là 131 triệu, có ưu đãi là 55 triệu. Còn ngoài ra thì bản G sẽ có giá niêm yết là 581 và ưu đãi hiện tại là 60 triệu cả tiền mặt phụ kiện và có thể quy đổi. Còn hiện tại thì em sẽ hỗ trợ tối đa trả góp từ 80% đến 90% và thời gian tối đa là 7 năm ạ. Nếu anh chị nào muốn tối đa về cái chi phí ban đầu sử dụng cái xe này thì có thể trả ra số tiền ban đầu 10% của giá xe. Sau khi giảm giá thì em áng chừng tính theo cái giá niêm yết, thì số tiền ban đầu bỏ ra để xuất hóa đơn được xe là 10% là 58,1 triệu. Ngoài ra tiền thuế sau khi được giảm 50% nữa thì là còn có 29 triệu thôi. Cộng với cả cái tiền trừ đi cái tiền à, cộng với cái phí đăng ký rơi khoảng 5 triệu nữa. Còn trừ đi cái phí hỗ trợ thuế từ từ nhà máy thì gần như là xe này không còn thuế trước bạ nữa. Nên là bỏ ra khoảng độ 100 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe VG tại thị trường tỉnh. Vừa rồi thì em đã giới thiệu về chính sách bán hàng và sơ bộ về một chiếc xe Toyota Vios màu đỏ. Thì trong cái khuôn khổ thời tiết hôm nay nó hơi mưa một chút nên là em không có cái điều kiện ánh sáng tốt nhất để giới thiệu cho anh chị. Anh chị cần cái hỗ trợ về thông tin nào thì alo em có số điện thoại. Được. Nếu anh chị cần thêm thông tin gì về xe cũng như cả chính sách hiện tại thì có thể liên hệ giúp em qua số điện thoại em để trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn.